Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 36. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hành Chơn. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 3 tháng 8 năm 1998. Địa điểm: Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 20, hàng thứ 5, kinh văn. Phục hữu thế giới, vi trần số chủ thành thần. Câu kinh văn này nói rõ chủng loại khác nhau của đoàn thể này. Số lượng của họ tương đồng với những gì chúng ta xem ở trước. Đều vô lượng, vô số. Chủ thành thần, từ danh xưng này ta có thể tưởng tượng được, như hiện nay có huyện thị trưởng, đây là trưởng khu của khu vực này. Cũng có thể xem như thần hộ pháp, phòng ngự bảo an. Cả hai nghĩa đều được. Trong biểu pháp cũng biểu trưng đức hạnh. Làm sao phòng ngự phát thành? Làm sao phòng tự tâm thành? Ý nghĩa này, phòng ngự pháp thành là hộ pháp. Làm sao phòng ngự ma phương ngoại đạo phá hoại Phật pháp? Sứ mạng trách nhiệm của thần hộ pháp này như vậy. Đây là hộ trì Phật pháp. Một ý khác là tự thọ dụng. Chúng ta làm sao phòng hộ tâm thành của mình? Trong kinh Đức Phật nói, giữ ý như giữ thành, phòng thủ ý của chúng ta. Tức là ý niệm giống như phòng thủ thành trì vậy. Chú ý cẩn thận đến như thế, không được để cho những kẻ phi pháp, đạo tặc xâm nhập vào trong thành, khiến mọi người chịu tổn hại.
Ý nghĩa là ý niệm. Phòng hộ như thế nào để đừng khởi tà niệm? Đây là nghĩa thú hiểu pháp. Mời xem kinh văn. Ý nghĩa biểu pháp trong danh hiệu đều không khó hiểu. Từ ý nghĩa danh hiệu, chúng ta có thể lãnh hội được sứ mạng của chủ thành thần, cũng có thể học tập được làm sao phòng chỉ tà tư, làm sao phòng chỉ tà pháp. Điều này rất quan trọng. Thời đại này, trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy: tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Đúng là như vậy. Nếu ta không biết cách phòng hộ tâm thanh tịnh của mình, tâm thanh tịnh giống như thành trì vậy, không thể phòng ngự chánh niệm của mình, rất dễ bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Rất dễ sanh khởi tà tư, tà niệm. Đây là do tập khí phiền não của mình từ vô lượng kiếp đến nay quá sâu nặng. Những gì gặp bên ngoài đều là ác duyên, gặp thiện duyên rất ít, gặp ác duyên nhiều, đều là phá hoại chánh niệm của chúng ta, đều tăng trưởng tà tư của chúng ta, rất đáng sợ. Người tu hành vì sao không như chư vị cổ đức ngày xưa? Năm ba năm, tám mười năm là có thành tựu rất thù thắng. Bây giờ ta nghĩ lại một đời học Phật của mình, học Phật mười mấy năm nay, mấy mươi năm không có thành tựu, càng học phiền não càng nhiều, càng học tội nghiệp càng nặng. Do nguyên nhân gì? Do không biết cách phòng ngự chánh niệm của mình, không biết đề phòng tà tư xâm nhập. Hôm nay chúng ta đọc đoạn văn này, giới thiệu Đại Đức Thượng Thủ. Ở đây cũng đưa ra 10 vị. Hoa Nghiêm dùng 10 tượng trưng đại viên mãn. Hàm nghĩa trong danh hiệu 10 vị Bồ Tát là dạy chúng ta phòng ngự tâm thành như thế nào. Bảo phong quang diệu chủ thành thật. Phong là đỉnh núi cao. Đây nghĩa là cao hiển. Bảo phong quang diệu, hợp bốn chữ này lại xem, chính là Kim Cang Bát Nhã. Bởi vậy không có trí tuệ thì không thể kháng cự tà tư ác niệm. Nếu không để ác niệm khởi lên, tà tư không nhập, nhất định phải có trí tuệ cao siêu, trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ thì sao?
nhất định phải biết cầu Phật gia trì. Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ. Trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ cao siêu, hình thức biểu hiện là gì? Chúng ta không thể không biết điều này. Trước tiên, cần phải lãnh hội được sư đạo. Sư đạo nhất định kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Đối với cha mẹ mình, chúng ta có tận tâm hiếu chăng? Nói cách khác, ta làm gì có lỗi với cha mẹ chăng? Đây là hiếu đạo. Trong này then chốt quan trọng nhất, cha mẹ hy vọng con cái mình đội trời đạp đất trong xã hội này. Là một người hành thiện tu đức hoàn mỹ, được đông đảo quần chúng xã hội tôn kính. Đây là mong cầu của cha mẹ đối với con cái. Nếu con cái làm việc trái với lương tâm, làm điều tổn người lợi mình, thực tế mà nói là việc tổn người không lợi mình, khiến cha mẹ thương tâm. Cho nên Phật Pháp được kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, luôn nghĩ làm sao để cha mẹ vinh quang. Khiến cha mẹ hoan hỷ, không được làm điều trái lương tâm, khiến cha mẹ nghe thấy đau lòng. Đó là đại bất hiếu. Đây là hiếu đạo. Tất cả pháp thế xuất thế gian được kiến lập trên nền tảng căn bản này. Kinh Phật luôn nêu cao tinh thần hiếu đạo, luôn khởi xướng tinh thần hiếu đạo. Từ nền tảng hiếu đạo kiến lập nên sư đạo. Chúng ta làm đệ tử, trong cuộc sống khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải xứng đáng với thầy tổ, không để thầy xấu hổ đã dạy ra một đệ tử hư hỏng như vậy, không dám nhìn ai trong xã hội. Đây là căn bản của thế pháp và Phật pháp. Chúng ta nói chủ thành và hộ thành, nhất định phải nói từ đây. Cha mẹ ruột thì không có gì để nói. Cha mẹ ruột của chúng ta chỉ có một. Thầy thì chưa chắc.
thì ngày xưa bản thân không đủ khả năng chọn thầy. Ai chọn thầy cho ta? Cha mẹ chọn cho ta. Kinh nghiệm của họ phong phú hơn chúng ta, từng trải hơn chúng ta. Họ tìm người có đạo đức, có học vấn, đưa chúng ta đến đó thân cận cầu học. Đây là người thầy đầu tiên. Đến khi trưởng thành, có trí tuệ, có năng lực đi tham học, lúc này phải chọn một người mà mình thật sự kính ngưỡng. Khâm phục và ngưỡng mộ để làm thầy mình, học tập theo họ. Đức hạnh, ngôn hành của người này có thể làm tiêu chuẩn, gương mẫu, mô phạm cho chúng ta. Đây gọi là sư đạo. Cho nên vấn đề chọn thầy phải rất thận trọng. Khi chọn xong, phải dùng tâm cung kính nhất phụng sự thầy tổ. Nhất tâm học tập theo họ. Đây là thành tựu đạo thầy trò. Trong đời mình, bất luận cầu học hay cầu đạo, đây là then chốt thành công hay thất bại. Mấu chốt thành công hay thất bại, thời đại này có thể nói nền hiếu đạo suy đồi, sư đạo không còn tồn tại. Đây là nguyên nhân chúng ta tu học không bằng cổ nhân, cũng như là phước đức nhân duyên đời này của chúng ta không bằng cổ nhân. Người cao minh, người có đức hạnh, người có tu, có chứng ngày càng hiếm có. Vì sao Phật Bồ Tát không đến thị hiện? Phật Bồ Tát ứng thế ở trước chúng tôi đã nói rất rõ ràng, là ứng cảm của chúng sanh mà đến. Người bây giờ khởi tâm động niệm là gì? Dù Phật Bồ Tát ứng thế, Phật Bồ Tát cũng không thể thị hiện một người đức hạnh viên mãn xuất hiện tại thế gian. Vì sao vậy? Sợ mọi người hủy báng, thấy người có đạo đức liền hủy báng, không tin. Nếu là một người tốt, họ nghĩ thế gian này làm gì có người tốt. Chỉ sợ họ tìm mọi cách, sau này chúng ta sẽ chịu thiệt. Họ dùng tâm nghi ngờ đối với quý vị. Phật Bồ Tát không phải không xuất hiện, cũng xuất hiện,
Thị hiện gì? Thị hiện không có gì khác với đại chúng xã hội, khiến người có duyên thấy hiện tướng này, họ hiểu, giác ngộ, chịu quay đầu. Thị hiện người bình thường để họ nhìn thấy, họ chẳng khác gì tôi, không đến nỗi sanh tâm đố kỵ, hủy bán, hãm hại. Phật Bồ Tát sẽ không để chúng sanh tạo tội nghiệp càng nặng. Đây chính là từ bi chân thực, trí tuệ chân thực. Vì thế, trong thời đại này, gặp được thiện tri thức, thực tế mà nói, thiện tri thức có thể gặp, không thể cầu. Gặp được là do nhân duyên, nhiều đời, nhiều kiếp. Sau khi gặp, nhất tâm học tập theo họ. Thân cận một vị thiện tri thức, đến khi mình khai ngộ, bản thân chưa khai ngộ, tuyệt đối không thể rời xa thầy. Anh nói cách khác, pháp thế xuất thế, thật giả chánh tà, lợi hại đúng sai, khi chúng ta chưa đủ năng lực phân biệt thì không được rời xa thầy. Tuyệt đối không được dùng ý mình. Trong kinh Đức Phật nói, đối với phàm phu lục đạo mà nói, tuyệt đối đừng tin vào ý của mình. Tôi thấy như thế, tôi nghĩ như thế, tôi cảm thấy như thế, không có gì không tạo tội nghiệp. Đức Phật nói, đến khi nào ta mới có thể tin vào ý mình? Sau khi đoạn tận kiến tư phiền não, thành chánh giác vị. Chánh giác vị là A-la-hán và Bích Chi Phật. Nếu chứng được A-la-hán, Bích Chi Phật, Đức Phật nói, ta có thể tin vào ý của mình. Còn chưa chứng được A-la-hán, Bích Chi Phật, nếu tin vào ý mình, e rằng không ai không tạo nghiệp. Đức Phật nói điều này, đạo lý rất sâu sắc, nhưng không khó hiểu. Ngài nói rất rõ ràng, minh bạch. Chưa đoạn tận kiến tư phiền não, ý niệm phiền não làm sao chánh được? Tùy thuận tập khí phiền não của mình không đáng sợ. Vì sao A-la-hán có thể tin vào ý mình? Vì họ đã đoạn kiến tư phiền não. Đoạn tận tam giới, 88 phẩm kiến hoặc. Nói cách khác, họ chánh tri chánh kiến. Không có tà kiến. Tham, sân si, mạn nghi, ác kiến, phiền não chướng cũng đã đoạn. Tâm địa đạt đến thanh tịnh, bình đẳng. Ngày xưa, khi chúng tôi mới học Phật, luôn cho rằng hàng tiểu thừa tuệ giải. Thường cảm thấy không viên mãn. Tuy đã phá ngã chấp, pháp chấp vẫn còn. Điều này cũng thường thấy trong kinh.
Nghĩ lại, họ vẫn còn có phân biệt. Đã có phân biệt, làm sao có thể phá chấp trước? Chẳng qua chấp trước của họ nhẹ hơn chúng ta, nhạt hơn chúng ta mà thôi. Chúng tôi luôn nghĩ như vậy. Cách nghĩ này là tùy theo ý mình. Suy nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi, A-la-hán đại khái là như vậy. Thực ra chúng ta đọc Kinh Kim Cang liền giác ngộ được. Mình nghĩ sai, thấy sai. Vì sao vậy? Vì Kinh Kim Cang nói Tu Đà Hoàn không phải A-la-hán, là tiểu thừa sơ quả, đã không chấp trước bốn tướng. Trong kinh nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàn tuyệt đối không tự cho rằng tôi đã chứng quả Tu Đà Hoàn, không có ý niệm này. Nói rõ địa vị Tu Đà Hoàn đã là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là điều chúng ta không nghĩ đến. Công phu lìa bốn tướng có sâu cạn khác nhau, sai biệt rất lớn. Kiến đạo vị của tiểu thừa sơ quả lìa bốn tướng, tức tương ưng với Bát Nhã. Dù không thể viên mãn tương ưng, họ có vài phần tương ưng. Không đọc kinh điển Đại Thừa, chúng ta vĩnh viễn không lý giải được điều này. Luôn tin vào cách nghĩ của mình, cái thấy của mình, đâu biết là hoàn toàn sai lầm. Nghe tin khuyến cáo của thiện tri thức, cách nói của thiện tri thức, cứ tưởng rằng đúng, đâu biết rằng vị thiện tri thức đó cũng là theo tôi nghĩ. Theo tôi thấy, kết quả như trong kinh nói, một người mù dẫn theo đám người mù cùng dắt nhau vào hầm lửa. Từ đó cho thấy, nương tựa một vị thiện tri thức làm thầy, điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta tìm thầy ở đâu? Rất khó. Có một số người thường nghĩ, cũng đều là bản thân tôi nghĩ như thế nào. Đại khái người có đức hạnh, có học vấn không dễ tiếp cận, rất khó thân cận. Cách nghĩ này của chúng ta là sai, hoàn toàn sai lầm. Cho nên có vọng tưởng này, thật sự có nhiều người không dám thân cận thiện tri thức. Trước đây tôi thân cận Đại sư Chương Gia. Đại sư rất cảm khái nói với tôi, vì có nhiều người cảm thấy địa vị ông rất cao, không dám thân cận. Ông nói, thật ra tôi là một người rất bình thường, bất kỳ người nào đến thăm, tôi nhất định tiếp họ. Cho thấy người không dám thân cận đều do quan niệm sai lầm của mình sanh ra, cảm nhận sai lầm. Chúng tôi có nhân duyên thân cận ông. Ông rất ôn hòa, thân mật, không hề tỏ vẻ kiểu cách. Cùng ngồi với ông, đúng là như tấm ngọn gió xuân.
đến khi đại sư Chương Gia viên tịch. Sau khi hỏa thiêu, lượm ra hơn 10.000 viên xá lợi, chấn động giới Phật giáo Đài Loan. Có nhiều pháp sư nói, trong đời này chưa có cơ hội thân cận ông, không có cơ hội để cho quý vị không dám thân cận. Không phải ông cự tuyệt, không phải ông kiểu cách, ông hoàn toàn không có kiểu cách chút nào. Cho nên khuyết điểm đều xuất phát từ cách nhìn của tôi, cách nghĩ của tôi, đều xuất phát từ đây, bỏ qua cơ hội tốt ngay trước mắt. Tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý Bỉnh Nam, lão cư sĩ cũng như vậy. Bất luận người nào đến Đài Trung tham vấn, không có chuyện thầy không tiếp. Chỉ là công việc của thầy quá bận rộn, cần phải sắp xếp thời gian với quý vị. Đại sư Chương Gia không bận rộn lắm, lúc nào cũng có thể gặp ông. Thời gian trước đó nữa, tôi thân cận thầy Phương Đông Mỹ. Đây là một nhà triết học trương đại. Rất nhiều người kính sợ ông, không dám thân cận. Giờ đây có thể biết, đã bỏ qua rất nhiều nhân duyên ngay trước mắt. Thầy Phương nói với tôi, cổ kim trong ngoài hầu như đều vậy. Người có đức hạnh, có học vấn, họ cần tìm truyền nhân. Người thế gian gọi là nối dõi tông đường. Đây là nguyện vọng lớn nhất trong đời của họ. Nếu không có truyền nhân, dù bản thân tu trì tốt đến đâu, sau khi chết là hết. Đến đâu để tìm truyền nhân? Thắp đèn cũng không tìm thấy. Cũng là nhân duyên, có thể gặp, không thể cầu. Gặp được người như thế nào? Phải là người chịu thân cận họ, sau đó mới quan sát tường tận, dẫn dắt từ từ, thỏa mãn nguyện vọng của họ. Chúng tôi may mắn nghe danh thầy Phương, tôi rất có hứng đối với triết học, không quen thầy, lại không có ai giới thiệu, tự viết một lá thư, tự giới thiệu về mình, viết một bài văn đó tôi vẫn còn. Viết một bài văn và một lá thư gửi cho thầy. Một tuần sau, thầy trả lời thư, hẹn tôi đến nhà thầy gặp mặt. Nói chuyện là kiểm tra. Phỏng vấn, lần nói chuyện đó thầy rất mãn ý. Đó là điều may mắn của tôi. Yêu cầu của tôi không hề hà khắc, tuyệt đối không dám làm phiền thầy, chỉ hy vọng được đến trường dự thính giờ của thầy. Yêu cầu của tôi chỉ như vậy. Sau khi gặp thầy, thu hoạch của tôi vượt ngoài dự liệu. Thầy không cho tôi đến trường dự thính, mà chủ nhật hàng tuần, ngày nghỉ chủ nhật đến nhà thầy. Thầy dạy cho tôi 2 tiếng. Mỗi chủ nhật hàng tuần 2 tiếng tại nhà thầy. Học sinh chỉ mình tôi.
Đây là đãi ngộ đặc biệt. Vì sao thầy làm như vậy? Chắc chắn trong đời thầy chưa gặp người thứ hai như tôi. Hiếu học, thành khẩn, thật sự dụng công, nhưng chưa từng học môn học này, cũng chưa từng đọc sách triết học, chưa từng thân cận thầy giáo về triết học. Thầy thấy đây là một tờ giấy trắng, chưa bị ô nhiễm, vì thế rất trân trọng. Thầy thường ví dụ nói giống như nhà thư pháp viết chữ, vẽ tranh vậy, nhất định phải là giấy trắng. Nếu quý vị viết lên tờ giấy bẩn, nó không biểu thị ra được. Quý vị chưa từng tiếp xúc, đây là một trang giấy trắng. Không để tôi đến trường dự thính là đề phòng ô nhiễm. Đến trường nhất định quen nhiều bạn học, nghe rất nhiều tri kiến, nhất định quen một vài giáo thọ. Mỗi vị giáo thọ có cách nói của riêng mình. Chúng ta trở thành không biết bắt đầu từ đâu. Lúc đó tôi mới hiểu như thế nào gọi là sư thừa. Thầy dùng phương pháp này để đề phòng, chỉ chuyên môn học với mình thầy, học ngôn ngữ của một nhà, đặt nền tảng này cho tôi. Từ chỗ thầy, tôi hiểu được sự thù thắng viên mãn của Phật Pháp. Cho nên phát tâm chuyên học Phật Pháp, nhân duyên này cũng rất thù thắng. Tôi tiếp xúc với kinh điển Phật giáo chưa đến một tháng, có người bạn giới thiệu tôi quen Đại sư Chương Gia. Đại sư thấy tôi là người mới học Phật, mới một tháng, ông rất hoan hỷ. Thái độ cũng như thầy Phương vậy. Mỗi chủ nhật hàng tuần, tôi đều đến chỗ ông để học. Ông không phải ở trong tự viện, ông ở trong một ngôi nhà kiểu Nhật Bản do chính phủ cấp, hoa viên nhà kiểu Tây. Đây là nơi ở của đại sư. Mỗi tuần tôi đến chỗ đại sư một lần, cũng cho tôi thời gian 2 tiếng. Tôi theo đại sư 3 năm như vậy. Một người thầy dạy, ở bên ngoài chúng tôi tiếp xúc một vài vấn đề, hỏi ai? Trở về hỏi thầy, đến thỉnh giáo thầy. Nhờ vậy chúng tôi mới có thành tựu. Nền tảng Phật Pháp của tôi học với ai? Trương Tam nói quý vị cũng nghe, Lý Tứ nói quý vị cũng bị ảnh hưởng. Rốt cuộc quý vị học với ai? Làm sao có thành tựu được? Bản thân không có trí tuệ, không có định lực. Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, rất dễ bị mê hoặc, rất dễ bị dao động. Như vậy tiền đồ sẽ bị hủy hoại, không thể thành tựu. Thái độ dạy học của những người này chính là chủ thành thật. Phòng ngự chánh niệm của quý vị, phòng ngự chánh tư duy của quý vị, họ hộ trì rất đắc lực, khiến ta không có cơ hội tiếp xúc với nhiều cách nói dị đoan của người khác. Những cách nói khác,
Như vậy mới có thể giúp được quý vị. Tôi thân cận đại sư chuyên gia 3 năm thì đại sư viên tịch. Tôi mất người thầy hướng dẫn Phật Pháp, vô cùng đau đớn. Lúc này tôi quen cư sĩ Chu Kính Trụ. Lúc đó ông hơn 70 tuổi, còn tôi mới 20 mấy tuổi. Chu cư sĩ giới thiệu Pháp sư Sám Vân cho tôi. Lại giới thiệu thêm thầy Lý Bỉnh Nam. Tôi vì chuyên tu Phật Pháp, thân cận đại sư chuyên gia 3 năm, biết được sự thù thắng của Phật Pháp, biết được sự lợi ích của Phật Pháp, hạ quyết tâm chuyên tu chuyên hoằng, từ bỏ công việc đến am tranh của Pháp sư Sám Vân để tham học. Tôi theo ông nửa năm, học quy củ cuộc sống của những người xuất gia. Ông không giảng kinh. Khi tôi ở trên núi đọc kinh Di Đà Sớ Sao và Yếu Giải Viên Trung Sao của đại sư U Khê, tôi đọc 3 loại chú giải này của kinh Di Đà, còn đem khoa phán của 3 loại sách này vẽ thành biểu đồ, làm thành khoa hội. Lúc đó tôi rất có hứng thú với khoa phán. Sau khi triển khai ý nghĩa của toàn kinh, vừa nhìn vào là hiểu ngay. Thứ tự chương pháp đâu ra đó. Ở trên núi, đồng thời đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Tôi đọc Văn Sao là vào lúc đó đối với tịnh độ sanh khởi tính tâm. Vì có nền tảng như vậy, cho nên sau đó đến Đại Trung thân cận thầy Lý. Ông chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Thân cận thầy Lý, thầy Lý dạy học rất nghiêm khắc. Vì trước đó tôi từng theo học với đại sư chuyên gia 3 năm, lại từng thân cận với Pháp sư Sám Vân nửa năm. Nói cách khác, đến học với thầy, thầy cũng cảm thấy tôi đã có chút ô nhiễm, nhưng cũng chưa đến nỗi, chưa nghiêm trọng lắm. Mới học với 2 người, 2 người thầy này Lý đều rất khâm phục, rất tôn kính. Thời gian mới 3 năm, ô nhiễm chưa nghiêm trọng lắm, cho nên thẳng thắn đưa ra điều kiện với tôi. Muốn đến Đại Trung học với thầy, nhận ông làm thầy, điều kiện thứ nhất, bắt đầu từ đây chỉ được nghe một mình thầy giảng kinh thuyết pháp. Bất kỳ ai giảng kinh thuyết pháp đều không được nghe. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, từ đây về sau, những sách tôi xem, chỉ cần xem văn tự, bất luận là thế gian hay xuất thế gian, chưa có sự đồng ý của thầy, không được xem. Mới đầu tôi tưởng rằng điều kiện rất hà khắc. Điều kiện này là gì? Tức ở đây nói đến nhiệm vụ của chủ thành thần, nhiệm vụ của thầy. Thầy phải hộ chánh tri chánh kiến của học trò, phải phòng ngự tà tri tà kiến xen vào.
Thầy phòng rất nghiêm khắc, tuyệt đối không được nghe người này nói, nghe người kia nói. Người này đưa sách này xem, người kia đưa một ít, như vậy chẳng phải rất đáng ngại ư? Ta hoàn toàn bị loạn. Dù giữ được chánh tri kiến, trong chánh tri kiến đã có tà tri kiến xen vào, đã không thuần, đối với việc tu học tự nhiên sinh ra chướng ngại. Bởi vậy hiện nay học đạo rất khó. Vì sao vậy? Vì ta xem quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều. Nếu muốn được tâm thanh tịnh đâu có dễ. Tôi ở trong hội của thầy Lý ở Đại Trung tiếp thu giáo huấn 10 năm. 10 năm chỉ nghe lời của thầy, cho nên thầy hiểu chúng tôi như lòng bàn tay. Quý vị học gì, xem gì, thầy đều biết. Như vậy mới có thể chỉ đường cho ta, mới có thể chỉ phương hướng cho ta, giúp ta đi đến con đường thành Phật. Nếu ta không nghe lời, bằng mặt không bằng lòng, bên ngoài tỏ vẻ nghe lời, nhưng âm thầm xem sách người khác, vẫn thích nghe lời nhàn rỗi của người khác. Thầy có tuệ nhãn, thầy có thần thông hay không? Tôi không biết. Thầy nhìn là nhận ra ngay. Sau khi nhận ra thì sao? Thầy rất khách sáo với quý vị. Mọi lỗi lầm thầy không trách cứ. Chúng tôi từng hỏi thầy: Thầy ơi, vì sao như vậy? Vì không thể dạy nữa, không cần làm người ác. Hai bên còn lui tới. Quý vị có sai lầm, thầy tuyệt đối không la mắng. Khi thật sự muốn dạy, thầy rất nghiêm khắc với quý vị, có đánh có mắng, không hề nể nang gì. Đó là thầy đối với học sinh. Học sinh không nghe lời thầy, thầy coi họ như bạn bè, không phải học sinh, là bạn, rất khách sáo, rất hoan hỷ. Không dễ chút nào. Đây mới thực sự có trí tuệ, thực sự có phương tiện thiện xảo, mới có thể giúp học sinh. Một học sinh có thiện tâm, có điều kiện cầu học, nếu thầy không toàn tâm toàn lực giúp quý vị, thành tựu quý vị, thầy có lỗi với bản thân, cũng có lỗi với thầy của thầy, cũng có lỗi với cha mẹ thầy. Vì sao vậy? Sao thầy không có truyền nhân? Chúng ta từng đọc trong kinh điển, truyền pháp quan trọng hơn hoằng pháp. Hoằng pháp là phước đức, truyền pháp là công đức, không giống nhau. Dù bản thân giảng kinh hay đến đâu, sau khi chết không có người kế thừa, làm sao xứng với Phật pháp, làm sao xứng với chúng sanh? Cho nên nhất định phải toàn tâm toàn lực đào tạo hàng hậu học. Thực sự làm được tục Phật tuệ mạng, chánh pháp cửu trú, như vậy người thế gian mới tôn xưng là nhất đại tổ sư. Tổ sư nghĩa là quý vị có truyền nhân, không có truyền nhân đến mình là hết. Dù tu giỏi đến đâu, người ta cũng có cái nhìn khác đối với quý vị. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Ở đây nói Bảo Phong Quang Diệu trí tuệ cao siêu,
phong chỉ tà nguyện, thế mới có thể thuần phục chúng sanh. Câu đầu tiên là trí tuệ, không có trí tuệ là không được. Trí tuệ từ đâu mà có? Trí tuệ nhất định từ thiền định. Thiền định trong tịnh độ là nhất tâm bất loạn. Chúng ta đến niệm Phật đường, niệm Phật đường cầu gì? Niệm Phật đường chính là cầu nhất tâm bất loạn, không cầu gì khác. Muốn được nhất tâm bất loạn, cần phải buông bỏ vạn duyên. Sau khi bước vào niệm Phật đường, không nghĩ điều gì cả, quá khứ, hiện tại và vị lai đều buông bỏ hết. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Như vậy mới có thể tương ưng, mới có thể thành tựu nhất tâm. Nhất tâm khởi tác dụng chính là trí tuệ. Định có thể khai tuệ. Khai tuệ, trí tuệ tức là bảo phong quang diệu chủ thành thần. Ngài biểu trưng cho ý này. Chúng ta thực sự có thể phòng hộ đạo nghiệp của mình, phòng hộ tâm thanh tịnh của mình. Tâm thành chính là tâm thanh tịnh. Phòng hộ tâm bình đẳng của mình, phòng hộ tâm giác mà không mê của mình. Khi chúng ta mới học Phật, sư đạo đứng đầu, ta có thể giữ vững sư đạo, quý vị sẽ có phương pháp. Chính là nói ta theo học với một vị thầy. Sau khi chưa khai ngộ, trước khi chưa nhận được nhất tâm bất loạn, ta tuyệt đối không thân cận hai vị thầy. Suốt đời này tôi chỉ theo chắc một người thầy. Người thầy này nói tôi nghe lời, người khác nói tôi không nghe. Như vậy chúng ta thật sự giữ vững thành này, không bị dao động, không bị thoái bước. Thế gian hiện nay, chúng ta cũng không quen thiện tri thức, cũng không tìm thấy thiện tri thức. Phải làm sao? Tìm cổ nhân. Điều này không có vấn đề gì. Tổ sư đại đức trong hàng cổ nhân đều là thiện tri thức. Không những đương thời công nhận, đời sau đều công nhận. Điều này còn sai được sao? Khi tôi ở Đại Trung, thầy Lý Bỉnh Nam rất yêu thương tôi. Rất quan tâm. Thầy dạy tôi. Thầy nói năng lực của thầy chỉ có thể dạy em 5 năm. Đây là lời nói khiêm tốn của thầy. Thầy nói nhất định phải thân cận một vị thiện tri thức. Thầy giới thiệu cho tôi Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là sư phụ của thầy. Thái độ của thầy đối với tôi không phải thầy trò, là đồng học. Thầy xem tôi là đồng học. Tôi tôn kính ông là thầy. Thầy xem tôi là đồng học. Chúng tôi đều nương Tổ sư Ấn Quang làm thầy. Tổ sư Ấn Quang hiện nay không còn, nhưng văn sao của Ngài còn. Mỗi ngày đọc tụng văn sao, hiểu sâu nghĩa lý, y giáo phụng hành. Đại sư Ấn Quang chính là thầy của tôi. Nói cách khác, chúng ta nghe những gì người khác nói, nghe tri kiến của người khác, quay về xem lại Ấn Quang Đại sư văn sao toàn tập. Đại sư Ấn Quang có nói chăng? Không có nói thì không nghe.
Tôi nghe theo thầy, tôi học theo thầy. Trong đời này tôi có thể đi trên con đường thành Phật, không gặp chướng ngại. Nếu nghe theo lời người khác, sẽ phá hoại chánh pháp của chúng ta. Ít nhất họ cũng tạo thành chướng ngại cho chúng ta trên con đường Bồ Đề. Dù chúng ta có năng lực đột phá, cũng rất tốn sức, gian khổ. Làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió chứ. Hôm nay chúng ta đọc đến chủ thành thần, trong thời đại này quả thật vô cùng cảm khái. Ai có thể giúp chúng ta giữ vững pháp thành cho chúng ta, giữ vững tâm thành cho chúng ta? Phật Bồ Tát từ bi, có cảm tức có ứng. Bản thân ta phải có cảm mới được. Ta không có chánh tri chánh kiến, không có nguyện vọng chân thành, Phật không đến ứng, yêu ma quỷ quái đến ứng, thật phiền phức. Trong kinh điển Đức Phật nói, tà sư thuyết pháp, tà sư tương đối cao minh. Nếu chư vị đọc kinh Lăng Nghiêm, cuối kinh Lăng Nghiêm có một quyển rưỡi kinh văn. Lăng Nghiêm có 10 quyển, nửa quyển thứ 9 cho đến quyển thứ 10. Kinh văn một quyển rưỡi này rất dài. Nói về điều gì? Nói về 50 loại ấm ma. Nếu thực sự gặp cảnh giới đó, làm sao ta biết đó là cảnh giới ma? Chắc chắn chúng ta cho đó là cảnh giới Phật, nhất định đi theo họ. Tôi học Lăng Nghiêm với thầy Lý. Thầy Lý đặc biệt dạy học sinh chúng tôi. Bản lĩnh của ma rất cao minh. Họ cũng giảng kinh thuyết pháp, cũng nói chánh pháp Như Lai cho chúng ta nghe. Trong 100 câu, 99 câu đều là chánh pháp, chỉ có một câu là tà pháp. Để khi ta học với họ, ta hoàn toàn không thể phát giác. Khi đã đi theo họ, càng khó phân biệt hơn. Một câu tà pháp mà đáng sợ đến thế ư? Thầy đưa ra một ví dụ cho chúng tôi thấy. Trong chiếc ly này đựng đề hồ, đựng đầy đề hồ. Thuần là chánh, trong đó có thêm vào chút thuốc độc. Uống ly đề hồ này vào sẽ mất mạng. Ví dụ này quá hay. 100 câu là chánh pháp, trong đó chỉ có một câu tà pháp, khiến ta đoạn mất pháp thân huệ mạng. Mà thuyết pháp rất cao minh, không thể không khâm phục. Không có trí tuệ chân thật, làm sao mà phân biệt được? Hôm nay nói đến phòng ngự tâm thành, phòng ngự pháp thành, câu đầu tiên phải bảo phong quan diệu. Bốn chữ này ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cao siêu, trí tuệ chân thật, ta mới có thể nhận thức được. Chúng ta không có năng lực này, biện pháp duy nhất chính là sư đạo, tôn sư trọng đạo. Không có năng lực phân biệt, tuyệt đối không dám xa thầy.
Ngày nay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ y theo bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Hạ Liên Cư là thầy chúng ta. Ngày nay chúng ta cùng nhau học tập kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta dựa vào sớ sao của Đại sư Thanh Lương, dựa vào hợp luận của Lý Trưởng Giả. Đại sư Thanh Lương và Lý Trưởng Giả là thầy chúng ta. Nếu người khác giảng kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta phải xem họ nói có giống với thầy chăng. Giống, chúng ta gật đầu. Không giống, tuyệt đối không tiếp thu. Đây gọi là sư thừa. Chúng ta có thầy, không phải ăn nói bậy bạ. Từng câu từng chữ nói ra đều có căn cứ. Trong nhà Phật có rất nhiều thiện tri thức, những kinh điển họ căn cứ không giống nhau. Quý vị phải biết, căn cứ kinh điển không giống nhau, chúng ta tuyệt đối không được học theo họ. Vì sao vậy? Vì Đức Phật nói tất cả kinh điển là ứng với căn cơ của tất cả chúng sanh mà nói. Giống như đại phu trị bệnh cho thuốc người bệnh vậy. Kinh điển chính là phương thuốc trị bệnh. Vị đại phu này rất cao minh, thăm bệnh tôi cho tôi thuốc, thăm bệnh của quý vị cho quý vị thuốc. Phương thuốc của chúng ta không giống nhau. Dù bệnh giống nhau, thấy phương thuốc của tôi cũng có mấy vị này, anh cũng có, nhưng phân lượng lại khác nhau. Thuốc của tôi ít tiền, thuốc của anh nhiều tiền hơn. Mỗi người không giống nhau. Tôi uống thuốc này trúng bệnh, bệnh có thể lành. Anh uống thuốc của anh cũng có thể lành. Hai người chúng ta đổi phương thuốc. Anh uống của tôi uống của anh, bệnh của chúng ta đều không lành. Chư vị phải hiểu đạo lý này. Chúng ta sẽ có năng lực phòng hộ pháp thành của mình, phòng hộ tâm thành của mình. Cho dù ai nói gì đi nữa, chúng ta tuyệt đối không dao động. Phàm những ai khuyên ta học pháp môn khác, khuyên ta nương vào chú sớ khác, đều không hiểu đạo lý căn bản này. Họ cho rằng phương pháp của họ học rất hay. Anh học phương pháp tôi đang học cũng được. Giống như tôi bệnh uống thuốc này, tôi vừa uống là lành. Anh bệnh uống thuốc này, uống là lành ngay. Uống vào bị chết còn không biết vì sao mà chết. Vì thế người hiểu rõ đạo lý, họ không bao giờ làm việc này. Như 53 lần tham bái ở sau kinh Hoa Nghiêm, mỗi vị thiện tri thức tu một pháp môn. Đối với pháp môn của người khác, họ chỉ có tán thán chứ không học tập. Bệnh của họ uống loại thuốc đó, vừa uống là bệnh lành, sao không được tán thán? Nhưng phải biết rằng bệnh của ta và của họ không giống nhau. Như kinh Vô Lượng Thọ có 9 bản khác nhau, sở thích của mỗi người cũng khác nhau, bản nào hợp với căn cơ là được. Năm loại phiên bản dịch, ba loại bản hội tập, còn có bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh, chính bản đều ở trước, quý vị thích bản nào cũng được. Quý vị thích mới có thể sanh khởi tính tâm, nguyện tâm. Còn không thích thì rất khó. Cho nên nhiều bản như vậy, nói một cách triệt để là mỗi bản đều có ưu điểm của nó. Nhưng thực sự vãng sanh dựa vào câu danh hiệu Phật A-di-đà, chỉ đọc kinh thôi không được, nhất định phải niệm Phật. Tác dụng của kinh điển
là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, là sách hướng dẫn của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi xem xong, sanh khởi tâm hoan hỷ, vào niệm Phật đường thành tâm niệm Phật, chắc chắn được vãng sanh. Chẳng phải là đạo lý này ư? Cho nên tất cả chúng sanh thích bất kỳ bản nào, chúng ta nhiệt liệt tán thán, tuyệt đối không được hủy bán. Nếu hủy bán, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, quý vị hủy bán Tam Bảo. Bất kỳ bản nào, từ trong đó sanh tín tâm, tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin vào tịnh độ, tin vào Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh. Tuy bản khác nhau, đều nói đến vấn đề này. Chúng ta kiến lập tín tâm, kiến lập nguyện tâm từ đây. Chúng ta phải hiểu nguyên lý này. Vô số cách nói dị đoan của người bên ngoài, chúng ta không bị ảnh hưởng. Bất luận họ nói gì, chúng ta nghe xong cười trừ. Công phu quý vị chưa đủ, vẫn chưa thuần phục. Nếu đại khai viên giải, sẽ không có loại tri kiến này. Nhất định quý vị cũng hoan hỷ tán thán. Vị thứ hai, Diệu Nghiêm cung điện chủ thành thần. Diệu là vi diệu, kỳ diệu. Nghiêm là trang nghiêm. Cung điện ở đây là ví dụ. Ví với từ bi che chở, bảo vệ hộ trì quý vị. Chúng ta kiến lập cung điện, quý vị sẽ không chịu cái khổ lạnh nóng. Trong ngôi nhà này, ta có thể che nắng che mưa. Mùa hè tránh nắng, mùa đông che lạnh. Trong kinh Phật, Đức Phật thường ví cung điện với từ bi. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi, giống như cung điện vậy, chăm sóc cuộc sống ăn ở cho tất cả chúng sanh. Khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Cung điện ví với điều này. Nó có nghĩa thủ hộ, phòng ngự. Thủ hộ khiến thân tâm chúng ta an lạc, hộ thân tâm an lạc. Phòng ngự, phòng ngự sự xâm nhập của nóng lạnh. Điều này có quan hệ rất mật thiết với chủ thành thần. Mà cung điện này không phải là cung điện bình thường. Cung điện vi diệu trang nghiêm. Vi diệu trang nghiêm bao hàm ý nghĩa gì? Khiến cho chúng ta trú trong cung điện này được đại an ổn, được cứu cánh an vui. Đó mới gọi là vi diệu trang nghiêm. Đại an ổn nhất định phải chứng quả Phật cứu cánh. Nếu không được cứu cánh viên mãn,
không được đại an ổn. Đại viên mãn và đại an ổn đều là câu tán thán, không phải thật. Đại an lạc là chân giải thoát, chân tự tại, như Bồ Tát Phổ Hiền hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức, đó mới là đại tự tại và đại an lạc. Do đây có thể biết, phải đến khi nào thân hộ pháp mới hết trách nhiệm hộ pháp của mình, nhất định phải hộ trì chúng ta đến khi thành Phật, họ mới làm tròn trách nhiệm. Chúng ta chưa thành Phật, họ chưa tròn trách nhiệm hộ trì, họ vẫn phải không ngừng hộ trì. Nhất định hộ trì chúng ta từ phàm phu địa đến quả vị Phật cứu cánh viên mãn. Trong thế pháp gọi là thành tựu đều tốt đẹp cho người. Thành tựu việc tốt cho người cũng phải thành tựu đến cùng. Không được nói hộ vài ngày là không làm nữa, thoái tâm, vậy là không đúng. Bất luận gặp phải gian nan khốn khó ra sao, tâm nguyện hộ pháp vĩnh viễn không thoái chuyển, nhất định phải hộ trì đến cùng, nhất định phải thành tựu công đức cứu cánh viên mãn. Vị thứ nhất nói với chúng ta về trí tuệ cao siêu viên mãn. Ở đây nói rõ về tâm nguyện hộ trì. Cho đến phương thức hộ trì. Phương thức là dùng ví dụ để nói. Cung điện là nói một cách rất chu đáo. Đối với chúng ta, chăm sóc hộ trì vô cùng chu đáo. Điều cực kỳ vi tế đều nghĩ đến. Đều đề phòng. Đều dẫn dắt vào chánh đạo. Chỉ cần hơi tà nguy, nhất định phải làm cho quý vị sửa đổi. Chúng ta biết, trong thời kỳ mạt pháp, phàm phu thành Phật, phàm phu một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn, không gì qua tịnh độ. Trong pháp môn tịnh độ không gì hơn trì danh niệm Phật. Bởi vậy niệm Phật đường chính là Bồ Đề Tràng, là đạo tràng chúng ta vãng sanh bất thoái thành Phật. Đạo tràng này vô cùng thù thắng trang nghiêm. Vì sao ngày nay chúng ta vẫn còn giảng kinh trong giảng đường? Vì sao giảng kinh không được gián đoạn? Vì chúng ta là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Vọng tưởng tập khí ác vô lượng vô biên, bên ngoài hơi có chút mê hoặc lập tức đi mất. Thay đổi chủ ý lập tức thoái chuyển. Công đức trước đó đều mất hết. Do đó mỗi tối 2 tiếng giảng kinh này vô cùng cần thiết. Giảng kinh là gì? Để phục chánh quý vị.
khiến cho quý vị không có tà nguyện, phụ chánh quý vị. Như vậy khoảng 5-3 năm, nền tảng của mọi người đã vững chắc. Lúc đó không giảng kinh cũng không sao. Tâm ta định, tri kiến thuần chánh, tà sứ bên ngoài không có cơ hội xen vào, không thể xâm nhập, không thể một ngày không nghe kinh, dùng nó để phá vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị. Niệm Phật tường khiến ta tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn, như vậy mới niệm được pháp hỷ sung mãn, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đây cũng là chịu nghiêm cung điện chủ thành thần. Những vị chủ quản của Tịnh Tông học hội, chư vị đồng tu chủ quản những công việc này, tất cả đều có sứ mạng này, có trách nhiệm này. Xem tiếp vị thứ ba, thanh tịnh hỷ bảo chủ thành thần. Đây là nói hộ pháp tâm thành. Trong tâm hộ pháp thành, hộ tâm thành phải thanh tịnh. Phải pháp hỷ sung mãn. Đây là bảo. Thanh tịnh là bảo, hoan hỷ là bảo. Thanh tịnh là nói nội tâm, nội tại. Hoan hỷ là biểu hiện ra bên ngoài. Trong Phật pháp nói giai đoạn hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chư vị thử nghĩ xem, nếu không dùng tâm thanh tịnh tu lục hòa kính, làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ? Tất cả vì đại chúng, tất cả vì Phật pháp, chúng ta phải thủ hộ pháp thành, thủ hộ tâm thành. Không được vì phương tiện của cá nhân mình khiến mọi người không phương tiện, như vậy không tốt. Vị thứ tư, ly ưu thanh tịnh chủ thành thần. Ưu bao gồm khổ, vĩnh ly tất cả các ưu khổ, đạt được hỷ lạc thanh tịnh. Câu này nói về hiệu quả hộ trì. Nhất định phải làm cho pháp ta hộ trì. Người ta hộ trì phải giúp họ lìa âu lo. Được hỷ lạc thanh tịnh, vậy mới hết trách nhiệm hộ trì. Không phải nói một cách tùy tiện, tôi phát tâm hộ trì, suốt đời không thay đổi. Nhưng quý vị hộ trì như thế nào? Quý vị khiến cho người bị hộ trì ngày càng ưu bi khổ não. Quý vị hộ trì sai. Luôn gây phiền phức cho họ. Đây không phải là hộ trì. Hộ trì phải chú ý hiệu quả. Hiệu quả phải làm cho họ lìa ưu bi khổ não, được thanh tịnh an lạc. Nếu ta ở thế gian, cảm thấy thế gian này quá khổ, cuộc sống quá gian nan, ngày tháng không dễ chịu gì, ta thật sự giác ngộ, buông bỏ đến đây làm Phật, cuộc sống của mình sẽ rất dễ chịu.
Quý vị thử nghĩ xem, trước đây Pháp Sư Đàm Hư kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của người thợ hàn. Chúng ta nghe câu chuyện đó từ băng ghi âm. Viết băng ghi âm đó thành văn tự, kèm ở sau niệm Phật luận. Tôi nghĩ không ít người đã xem qua. Vì sao người thợ hàn phát tâm xuất gia? Vì cuộc sống quá khổ, ngày tháng quả thật khó sống, cho nên tìm đến Pháp Sư Đế Nhàn. Thấy Pháp Sư Đế Nhàn sống thoải mái, tự tại, ông cũng muốn đi theo. Ông là đồng hương của Pháp Sư Đế Nhàn, ở cùng một thôn trang, bạn từ thuở nhỏ. Sau khi lớn lên, vì sống mãi ở trong thôn, không được học hành, không biết chữ, liền học nghề hàn xong, hàn bát. Cuộc sống gian khổ vô vàn. Từ trong đau khổ đã giác ngộ, liền tìm đến người bạn thuở nhỏ của mình, bây giờ đã làm Pháp Sư, đã tìm được. Lúc đó Pháp Sư Đế Nhàn chưa nổi tiếng, đang làm tri khách tại chùa Quán Tông, không phải trú trì. Tìm được Pháp Sư Đế Nhàn, sau khi tìm được hỏi ông đến làm gì. Khổ quá, khổ không thể duy trì cuộc sống, muốn xuất gia. Pháp Sư Đế Nhàn không biết làm sao. Lúc đó ông ta hơn 40 tuổi, 40 tuổi xuất gia là quá trễ. Học kinh điển thì không biết chữ, nghi thức cuộc sống của người xuất gia ông đều không học được, chậm chạp, tay chân vụng về. Nhưng sau cùng ông ta nhất định không chịu đi. Điều này khiến Pháp Sư Đế Nhàn rất đau đầu, không còn cách nào khác, cuối cùng đưa ra điều kiện với ông ta: nếu ông thực sự xuất gia, phải nghe theo lời tôi. Ông ta tiếp thu điều kiện này. Tôi nhận thầy làm sư phụ, thầy nói sao tôi nghe vậy, nhất định làm theo. Lúc đó mới xuống tóc cho ông ta. Sau khi xuống tóc, ông đừng thọ giới. Thọ giới gì? Ông ta thọ không nổi. Ông ta không biết gì cả. Những nghi thức ở giới đường làm sao ông ta học được? Ngày ngày bị đánh, thậm chí là bị đuổi. Ông cũng đừng ở chùa. Ở chùa một ngày hai thời công phu, ông cũng không biết. Phải làm sao? Vùng nông thôn ở Ôn Châu có rất nhiều ngôi chùa nhỏ, ngôi miếu hư không có người ở. Tìm cho ông một nơi, bảo ông đến ở đó một mình. Tìm gần đó vài vị hộ pháp, đưa đến cho ông một ít gạo, ít dầu muối, để cho ông yên tâm trong cuộc sống. Lại tìm thêm một bà cụ học Phật ở cạnh chùa, mỗi ngày nấu cho ông hai bữa cơm, trưa và tối đến nấu cơm giúp ông, giặt áo quần và chăm sóc ông. Phước báo đó rất lớn. Trước đó làm gì có được phước báo này? Hiện nay không lo chuyện cơm áo. Pháp Sư dạy ông ta một phương pháp niệm Phật A-di-đà. Chỉ niệm Nam Mô A-di-đà Phật, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại tiếp tục niệm. Ông hoàn toàn nghe theo. Từ sáng đến tối không nghĩ gì khác, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được 3-4 năm, quý vị thấy ông ta vãng sanh rất tự tại. Đứng vãng sanh, biết trước giờ chết, đứng vãng sanh. Sau khi vãng sanh vẫn đứng suốt 3 ngày, đợi Pháp Sư Đế Nhàn đến lo hậu sự. Chết rồi vẫn đứng 3 ngày. Vì từ nông thôn đến Ôn Châu, lúc đó không có phương tiện giao thông, phải đi bộ. Sai người đến báo tin, lại đợi Pháp Sư Đế Nhàn trở về lo hậu sự cho ông. Đi về 3 ngày, chuyên niệm một câu A-di-đà Phật, thành tựu. Đây chính là ly ưu thanh tịnh chủ thành thần.
dạy cho chúng ta những điều này. Sau khi hiểu rõ nhất định phải thực hành. Phải làm một cách viên mãn, làm một cách có hiệu quả. Vậy thì chúng ta không phí công học đoạn kinh văn này. Đây là giới thiệu về 10 vị chủ thành thần. Thật sự thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thực hành trong đạo tràng của chúng ta, thực hành trong tu trì của chúng ta. Hết giờ rồi, chúng ta tạm dừng tại đây.